em không có ăn nhậu nhiều, ai nhậu nhiều nhậu tới đó thôi chứ không có nhậu nhiều, dũng sĩ giật mồi giật bia luôn. Cũng có người nói mặt giống như mập như heo, ai nói vậy cái mập có cái nào nóng nóng không nói chứ quạo. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi livestream hiệu quả của Korea. Thì hiện tại chúng ta đang có khách hàng là bạn Hương. Bạn Hương đã theo dõi và làm liệu trình tại Korea được khoảng hơn 2 tháng và chúng ta đã có một kết quả khá là bất ngờ. Hương có thể cho quý khán giả được biết là hiện tại em đang có chỉ số như nào và bao nhiêu cân không? Hiện tại thì 61kg còn. 61kg. Còn lúc trước là 70kg. 72kg đúng không nào? Hương ơi, không biết là tại sao mà ở độ tuổi trẻ như này mình có thể tăng ký nhiều đến mức như vậy em? Nguyên nhân đầu tiên là đợt dịch, nguyên nhân thứ hai nữa là tác hại của rượu bia. Em không có ăn nhậu nhiều, ai nhậu nhiều nhậu tới đó thôi chứ không có nhậu nhiều. À, không nhậu nhiều lắm nhưng mà ăn thì khá nhiều đúng không? Bình thường dũng ngày... sĩ, dũng sĩ mồi nhiệt bia luôn. Ok, thích thường một ngày em ăn mấy bữa? Nói chung là đói lúc nào cũng ăn, đói thì ăn, không đói cũng ăn luôn. Tức là lúc nào mình có cảm giác là mong muốn là thèm ăn đúng không nào? Đúng. Đó cũng là một nguyên nhân chính là vấn đề liên quan thừa cân đấy. Vậy thì không biết là trước đây với một cái thân hình lớn như vậy, đồ sộ như vậy thì mình có cảm giác hay gặp khó khăn nào trong quá trình chúng ta làm việc cũng như là sinh hoạt không? Nói chung là đi đứng thì rồ rề hơn, mặc đồ cũng khó lựa, nói chung là bích sai luôn. Cảm thấy khá là khó chịu đúng không nào? Dạ. Thì cũng có người nói em mập giống như mập như heo. Lúc đấy thì chắc là cảm giác của mình như thế nào? Nóng. Nói chung là chuyện nhỏ cũng bực bội nữa. Ai nói vậy cái mập có cái nào nóng không nói chứ quạo. Tâm trạng lúc nào cũng dễ quạo và dễ gọi là nổi nóng với mọi người đúng không nào? Đúng rồi. Động lực nào khiến em đến với viện Korea để giảm cân? Thì muốn cải thiện bản thân để cho mình đẹp hơn. Đẹp hơn, tốt hơn. Và công việc cũng sẽ suôn sẻ hơn rất là nhiều đúng không nào? Em biết đến Korea qua đâu? Một số người coi trên Facebook này kia cũng có chia sẻ, cũng theo dõi. Cũng thời gian lâu rồi mới quyết định đi lên đây. Trong quá trình mà chúng ta thực hiện dịch vụ tại viện Korea thì chúng ta có gặp cản trở hay khó khăn nào không em? Tuy rằng nơi ở địa phương thì xa nhưng mà ở Korea có hỗ trợ cho đi xe này kia, cũng cái đó cũng không có gì khó khăn. Và cũng hỗ trợ tận nhà đúng không nào? Vậy thì không biết là sau khi mà thay đổi ngoại mục như vậy thì gia đình người thân của mình có nói gì không em? Nói mày ốm gì thấy được á, giống như đó vậy mà đẹp đó, chồng cưng hơn lúc trước. Thế là rất là cũng rất là may mắn đúng không nào? Đương nhiên là khi mà vợ đẹp hơn thì chồng phải cưng hơn nhiều rồi đúng không ạ? Chứ chúng ta không thể nên tin các anh là như thế nào cũng yêu được. Bản thân chúng ta phải tự hoàn thiện cũng như là cải thiện cái vóc dáng của chúng ta để lúc nào cũng còn đẹp trong mắt chồng đúng không em? Rất là cảm ơn em vì đã có cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và em có muốn nói gì với quý khán giả mà mong muốn là được thực hiện giảm béo không nào? Thì ai nếu mà có mong muốn được giảm béo giống như em thì đến thăm bệnh viện Korea, đây là trải nghiệm để thấy có một kết quả tốt hơn. Viện thẩm mỹ Korea, thương hiệu giảm béo số 1 Việt Nam. Hà Nội, tòa nhà 100 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng. Hồ Chí Minh, tòa nhà số 1, Trần Nhật Duật, quận 1. Tổng đài 1900 0361. Hotline 0911 85 9999.